Xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Thưa quý vị, nhiều vụ mất trộm đã xảy ra khi nhiều người vẫn chủ quan cắm sẵn chìa khóa trên xe. Và từ những vụ việc gần đây được camera ghi lại, hy vọng mọi người sẽ cẩn trọng hơn trong bảo vệ tài sản của chính mình. Chỉ trong vòng vài giây, một tên trộm đã lấy trộm được chiếc xe máy dễ dàng. Dễ như vậy là bởi chủ xe đã để quên chìa khóa trên xe của mình. Vụ việc xảy ra tại khu vực phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này, trước văn phòng công chứng, một nhân viên có dựng chiếc xe máy màu đỏ nhưng quên rút chìa khóa. Ít lâu sau, hai đối tượng đi ngang phát hiện. Tên đồng bọn nhanh chóng xuống tiếp cận xe, rồi leo lên bật khóa tẩu thoát. Khi nhân viên phát hiện chạy ra thì đã quá muộn. Vừa quay lưng vào tiệm mua thuốc tây nhưng chủ quan không rút chìa khóa, nhiều người đã mất xe chỉ trong phút chốc. Vụ việc xảy ra tại đường Trần Văn Ơn, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này, người đàn ông dựng chiếc xe màu trắng rồi vào tiệm mua thuốc. Khi đang trao đổi với người bán thuốc thì có một thanh niên đi bộ tới rồi lên xe mở khóa chạy đi. Chỉ khi người bán hàng phát hiện tri hô thì chủ xe mới giật mình chạy theo nhưng không còn kịp nữa. Cũng tại tỉnh Bình Dương, một chủ xe bất cẩn dựng xe còn cắm chìa khóa rồi đi vào trong. Hai thanh niên chạy ngược chiều phát hiện, lập tức tên ngồi sau tiến đến mở khóa xe rồi rồ ga chạy mất. Tiếp theo là vụ trộm diễn ra trong tích tắc, hành động khá nhanh, đến nỗi mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng. Tình huống này một lần nữa nhắc nhở mọi người chớ nên quên rút chìa khóa khi rời khỏi xe. Vụ việc xảy ra tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này, camera ghi nhận, trước một cửa hàng có một vị khách dừng xe bên ngoài, rồi vào trong mà quên rút chìa khóa. Sau đó có hai đối tượng chạy tới phát hiện, tên ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống mở khóa, rồi leo lên xe bỏ chạy. Vụ việc tiếp theo sau đây xảy ra tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thấy chiếc xe tay ga dựng trước một tiệm có cắm chìa khóa sẵn. Ngay lập tức, một thanh niên mặc áo màu cam tiếp cận, dễ dàng bật chìa khóa rồi leo lên xe tẩu thoát. Hành vi diễn ra chỉ trong vài giây nên mọi người không kịp phát hiện.